Trời ơi, đồng ba đốn rẻ này. Thấy chưa? Wow. Những cảnh tượng ngày miền xuôi làm sao hình dung được đúng không? Đấy. Ba đốn làm rẻ đây. Wow, mà lăn những cái trong mỏm đồi kia thì chỉ có ngoẹo. Mình mà không quen thì chắc là đứt rồi. Vào đây chưa? Nó làm giấy ở đồng bào đấy. Ôi, xin nói thêm, đây là những cái ngọn đồi ngày trước ấy thì là nó tự nhiên thôi, nó không về thuộc quyền sở hữu của ai đâu. Nhưng mà nhiều năm nay trở lại đây ở vùng núi này, con người sinh sôi nảy nở, đông người đông dân, người ta cứ đi phát cái chỗ nào, chỗ rừng chỗ nào là của mình ấy. Ví dụ gia đình nào mà đi phát được thì người ta bảo là của mình đấy. Sau đấy là cây rừng cây nó mọc rậm lại, nhưng mà vì sao lại phát lại à, các bạn ơi, nhìn cái cây to đây này cũng bị chặt đổ xuống hết này. Bên dưới kia này khác rồi, bên dưới kia này bãi bằng thì người ta cũng khai thác rồi, trồng các kiểu ơi à. Các bạn nhìn thấy xa xa kia không, những cánh đồng cánh đồi quả đồi kia không, đồng bào mình cũng phát chọc hết. Tất nhiên người ta phát một năm nay rồi sang năm người ta có thể trồng được, nhưng mà vài năm sau người ta lại phát tiếp và người ta bảo là của mình, đất rừng của mình. Nhìn em phát đường làm giấy đây. Mình chia sẻ cái video này với anh em bà con thôi, với tất cả mọi người, không với mục đích là lên án hay là phê phán cái điều gì cả, mà đây là một hiện trạng và thực trạng của người dân miền núi quê tôi đang sinh sống và công tác, là họ phát chọc những quả đồi này này. Phát chọc quả đồi, trước tiên là phát chọc, sau đó là bắt đầu họ gom và đốt cái mùa khô này, mùa mưa này này bắt đầu mới đốt. Chắc chắn là vài hôm nữa là người ta sẽ trồng ngô. Mà trồng ngô họ mới trồng ngô ấy, trồng ngô là để làm cái món mèn mén ấy, làm thức ăn chính ấy. Nhiều cái gia đình trẻ mà họ không có ruộng ấy, không có làm ruộng được đâu. Dưới kia là một cô gái cõng con trên lưng và đi cõng con này đốt. Nhìn vậy thôi nhưng mà qua cái điện thoại nhỏ, nhưng mà qua cái mắt thường nhìn vô cùng khiếp luôn các bạn ạ. Các bạn không thể hình dung và tưởng tượng được đâu. Đấy, cái thời điểm này nó phát xong rồi, khô rồi mới đốt đấy. Mây mù khắp hết rồi tận trời. Và đây cũng là cách kiếm kế sinh nhai của cái người dân miền núi các bạn nhé. Miền núi với tôi ấy, đồng bào với tôi này, người dân tộc Mông, họ phát hết những quả đồi, chọc hết, lóc hết, sau đó là cái mùa khô này là để một thời gian là khô là đốt, sau đó là người ta bắt đầu cày đấy. Có thể những cái địa hình lởm chởm này người ta không cày nữa, nhưng mà dùng cuốc, dùng cái cào này là người ta trồng ngô xuống luôn. Mà cái ngô thì chúng ta làm mèn mén đấy. Xem cô gái này đốt lên đường. Cô gái này rất trẻ này các bạn, chồng 20 tuổi. Người dân đồng Mông thì tạo một sự đến tuổi sáng 14-15 tuổi là đến tuổi này, thế chồng này. Và các cô gái 14-15 tuổi là sẽ phải lấy chồng này. Đây. Khói ở miền núi là khói gì vào cái mùa khô này? Đó là khói người ta dân đồng bào đốt nương làm giấy đấy. Đốt hoa lá cỏ cây mà người ta phát, sau đó phát xong. Những cảnh tượng này phải nói thật là tôi cũng chẳng hình dung ra. Khi ở quê nhà tôi không có những cái điều này. Nhưng mà khi sinh sống và làm việc ở đây thì tôi mới thấy cái điều đấy.
làm ruộng đâu, họ làm dương làm giấy mà phát phát nương phát đồi phát cây để trồng ngô thôi. Mà theo các bạn nghĩ những quả đồi kia thì ở trước là đồi rừng cây tự nhiên mấy, thì chắc chắn là nó không có gọi là vào cái quy hoạch của hộ dân đâu, nhưng mà người đã phát thì người đấy được trước thôi. Vấn đề đấy nó khá tế nhị, mình không nói thêm, nên là mình chỉ giới thiệu với các bạn là giới thiệu các bạn là cái miền núi với tôi vào cái ngày mùa như thế này là đồng bào phát đồi phát nương phát đấy, là hôm nay trời quang mây tạnh là đốt nương đốt đấy này, sau khi đốt cái này học thì lên là bắt đầu trồng ngô, có thể trồng ngô chia sẻ với những bạn, chia sẻ với bạn những hình ảnh có thể là hiếm hoi thấy luôn. Tôi ở đây mấy năm rồi bình thường rồi, nhưng mà tôi thấy cái cảnh mà đốt nương như thế này còn ít thấy. Có thể những cái thời điểm đấy tôi không được chứng kiến. Tại sao mà nó đẹp, đẹp ra cả khói nữa này. Ra đống lửa này, khói này. Rồi, video mà tính chất chia sẻ. Đấy, đốt nương này. Đấy, đấy nha. Video mà tính chất chia sẻ nhá. Ôi, các bạn có thấy đẹp không? Cái hình tượng này nhìn có vẻ tan hoang, nhưng mà thực sự nó cái khung cảnh này đẹp luôn đấy. Chụp ảnh đấy nhỉ? Chụp ảnh. Miền núi với tôi đấy, ý tượng này.